quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Đà Lạt, được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng với các phóng sự. Tính tích cực của chương trình công nghệ giáo dục tiếng Việt 1 tại thành phố Đà Lạt. Hiệu quả từ mô hình trồng cây lấy lá ở Xuân Thọ. Thưa quý vị và các bạn, đầu năm học 2018-2019, chương trình công nghệ giáo dục tiếng Việt 1 rất được dư luận quan tâm. Trong đó có rất nhiều ý kiến trái chiều khi đưa chương trình này vào giảng dạy. Tại thành phố Đà Lạt, hầu hết các trường tiểu học đều áp dụng chương trình này đối với học sinh lớp 1. Vậy trong thực tế, chương trình này có khác gì so với chương trình giáo dục hiện hành? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Từng bước cải cách nền giáo dục cho phù hợp với thực tiễn. Những năm gần đây, giáo dục Việt Nam đã có nhiều thay đổi về phương pháp học, sách giáo khoa, hình thức thi cử. Trước những thay đổi này cũng đã có nhiều khen chê từ phía dư luận. Đặc biệt là đối với học sinh lớp 1, đây là lần đầu tiên các em làm quen với môi trường giáo dục mới, có ảnh hưởng nhất định đến việc phát triển của trẻ sau này. Vì vậy, áp dụng chương trình học như thế nào để trẻ nắm chắc về tư duy, chữ viết là một đòi hỏi rất lớn. Song song với chương trình giáo dục hiện hành, mô hình trường học mới, trong khoảng vài năm trở lại đây, đã có nhiều trường tiểu học trên địa bàn Đà Lạt áp dụng chương trình công nghệ giáo dục tiếng Việt lớp 1 vào dạy và học. Mô hình này không phải là mới và đã được dạy vào những năm 1980-1990, nhưng lại bị gián đoạn một thời gian. Và đến năm 2012, tức là sau hơn 20 năm gián đoạn, chương trình sách giáo khoa công nghệ giáo dục về sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 lại được Bộ Giáo dục Đào tạo cho đưa vào giảng dạy, nhưng không đại trà, và đã có nhiều địa phương tự nguyện áp dụng, trong đó có thành phố Đà Lạt. Đối với trường tiểu học Lê Lợi chúng tôi thì việc thực hiện chương trình giáo dục công nghệ này thì không mới. Từ những năm 90 thì chúng tôi đã thực hiện rồi, cùng lúc đó là với trường thực nghiệm Lê Quý Đôn. Thế nhưng mà sau đó thì do yêu cầu của ngành thì chúng tôi đã tạm ngưng cái chương trình này lại. Và cách đây 4 năm vào năm học 2015-2016 thì được sự chỉ đạo của phòng giáo dục thì chúng tôi tiếp tục quay lại thực hiện chương trình này. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã thực hiện năm học này là năm học thứ tư đối với chương trình tiếng Việt công nghệ 1 lớp 1. Và sau 4 năm thực hiện thì tôi cảm thấy là chương trình này nó có những cái ưu việt nhất định của nó. Và đến bây giờ thì học sinh cái thế hệ đầu tiên mà học chương trình tiếng Việt 1 công nghệ này là các em đã học lớp 4. Và bản thân giáo viên lớp 4 cũng đánh giá rằng là với cái chương trình tiếng Việt 1 công nghệ này thì học sinh học rất là chắc. Nếu như theo chương trình giáo dục hiện hành, học sinh sẽ học bằng việc phát âm A, B, C. Với chương trình công nghệ giáo dục, học sinh sẽ bắt đầu làm quen từ mô hình tiếng. Nghĩa là bài học đầu tiên của học sinh lớp 1 sẽ về tiếng với việc lồng ghép vào đó nhiều câu thơ, ca dao, tục ngữ. Các em sẽ được học thuộc cả câu, sau đó tách tiếng bằng mô hình rồi mới làm quen với âm và chữ viết. Như vậy là học sinh sẽ đi từ trừu tượng đến cụ thể. Từ khi chữ viết chưa được cấu tạo đến thành hình, khối, cấu tạo âm ngữ. Lúc đó suy nghĩ của các em sẽ được bao quát hơn và có sự liên tưởng nhiều hơn. Đây là cách học kích thích sự khám phá của từng em học sinh để các em được tư duy và nắm chắc luật để không sai lỗi chính tả. Mặt khác, chương trình này nhẹ nhàng hơn cho học sinh lớp 1 vì chủ yếu giáo viên chỉ dạy âm và vần, học sinh chỉ cần viết đúng là được, trong khi giáo viên chuẩn bị đồ dùng dạy học rất đơn giản và nhẹ nhàng. Chương trình công nghệ giáo dục này là nó có 3 quyển sách, là tập 1, tập 2 và tập 3. Trong cái quyển tập 1 thì là có 5 tiết đầu thì học sinh sẽ học về làm tách lời ra từng tiếng, là có áp dụng các mô hình đó là hình vuông, hình tam giác và hình tròn. Sau khi các em mà học thuộc một câu thơ nào đó để biết cái câu thơ đó có những tiếng, bao nhiêu tiếng thì là học sinh sẽ vẽ bằng mô hình. Mỗi mô hình sẽ thay thế cho một tiếng. Sau đó là các em sẽ đếm mô hình và sau đó sẽ biết được cái câu đó là có bao nhiêu tiếng. Sau khi các em là học khái quát về tiếng rồi thì là sẽ có một mô hình đại diện cho cái tiếng đó, gọi là mô hình tách tiếng để làm hai phần, là phần đầu và phần vần. Sau khi các em biết được là phần đầu và phần vần rồi thì là các em sẽ học qua là các âm, là gồm nguyên âm và phụ âm. Với phương pháp học này, học sinh muốn có gì thì tự các em phải làm ra cái đó. Người dạy chỉ tạo ra cách làm để học sinh tự làm, và khi làm được, có kết quả thì các em sẽ tự tin vào bản thân nhiều hơn.
Đặc biệt, qua cách học theo chương trình công nghệ giáo dục, tùy các chữ K, C và Q đều được phát âm bằng chữ C. Nhưng luật chính tả lại học rất kỹ, nhờ đó các em sẽ không viết sai và sẽ phân biệt trong trường hợp nào sẽ viết những từ trên và tại sao khi viết chính tả có lúc dùng từ ngờ đơn hay ngờ có hát, hoặc tiếng có thể không có âm đầu hoặc âm cuối nhưng bắt buộc phải luôn có âm chính. Nói cách khác, chương trình này sẽ giúp học sinh nắm vững vần cách phát âm và quy tắc dấu. Trong quá trình học cái chương trình giáo dục công nghệ này nó có nhiều rất là nhiều ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là các em nắm được cấu trúc ngữ âm. Ưu điểm thứ hai đó là các em nắm chắc luật chính tả. Và ưu điểm thứ ba đó là các em tự làm ra cái sản phẩm của mình. Và ưu điểm tiếp theo đó là các em đọc thông, viết thạo và đọc toàn bộ từ đầu năm cho đến cuối năm là toàn bộ đọc trơn hết. Cách dạy trong chương trình công nghệ giáo dục là không áp đặt chủ quan người lớn, học sinh tư duy nhiều hơn từ những yêu cầu đưa ra. Mặt khác, các em sẽ học cấu trúc ngữ âm của tiếng, không phải đi từ chữ rồi trở lại âm mà đi từ âm đến chữ, tức là đi từ trừu tượng đến cụ thể. Qua đó, các em học sinh được tham gia vào các hoạt động quá trình học tập để tạo ra sản phẩm cho chính mình, được rèn kỹ năng đọc, nghe và viết đúng chính tả. Trường Nam Thiên chúng tôi thì đầu năm thì cũng có 1-2 phụ huynh lên để kiến nghị hỏi về cái chương trình này. Thì sau khi mà kiến nghị thì nhà trường đã tổ chức cho giáo viên lớp 1 cùng ban giám hiệu nhà trường tổ chức khảo sát học sinh lớp 2 đã học chương trình công nghệ giáo dục này và trực tiếp phụ huynh đấy lên tận lớp chọn các em học sinh lớp 2 để khảo sát phần đọc và phần viết. Sau cái thời lượng làm việc khoảng từ 4 đến 50 phút thì vợ chồng của cái chị phụ huynh này đã đồng thuận với nhà trường và hiện nay thì cũng rất yên tâm với cái chương trình này. Ngoài những ưu điểm trên, chương trình học tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục tuy vẫn còn một số hạn chế, song về cơ bản, chương trình giáo dục công nghệ của tiếng Việt 1 đã giúp học sinh hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Việt gồm đọc, viết, nghe nói, đáp ứng mục tiêu môn tiếng Việt lớp 1 quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Đó là học sinh nắm chắc các nguyên lý cấu tạo âm, tiếng nên hạn chế thấp nhất việc mắc lỗi chính tả và sử dụng tiếng Việt đúng với yêu cầu cấu trúc của nó. Một nền tảng để các em viết đúng quy tắc chính tả, vấn đề rất được nhiều phụ huynh và xã hội quan tâm hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, phát triển kinh tế gia đình bằng trồng cây lấy lá trang trí là một mô hình khá mới hiện nay. Nhưng đối với các nông dân đang phát triển theo hướng này thì đây là một hình thức làm kinh tế hiệu quả không kém gì rau và hoa. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù khí hậu, hoa ở Đà Lạt rất phong phú, đa dạng. Theo xu hướng thị trường, những bó hoa được trang trí với nhiều loại hoa, màu sắc kết hợp và cả lá cắm kèm. Hiện nay, người trồng cây lấy lá để cắm kèm còn rất hạn chế. Không ai nghĩ đây là mô hình tiềm năng để mở rộng sản xuất. Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, người dân thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt đã phát triển những mô hình trồng các loại cây để lấy lá cắm trang trí mang lại hiệu quả kinh tế. Tại vườn trồng lá rộng 2 hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn Lá Xanh có rất nhiều loại cây như dương sỉ rồng xuất xứ từ Pháp, tùng nho hay còn gọi là tùng gai xuất xứ từ Hà Lan. Bên cạnh đó còn có 8 loại dương sỉ mềm và các loại cây lấy lá khác cho thu hoạch đều đặn mỗi tuần. Trong khu vườn lá này, 100% giống cây được công ty nhập giống mô từ nước ngoài về và được trồng trong nhà có mái che lưới đen. Trong đó, dương sỉ rồng là một loại cây độc đáo, dáng cây thấp, tán rộng xòe, xanh mướt và được trồng trong những bầu đất. Như vậy có thể điều chỉnh sự sinh trưởng của cây và kích thước lá phù hợp cho việc cắm hoa. Đa số các loại cây lấy lá được trồng ở vườn của công ty đều là lá đẹp, tươi lâu, khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày. Tuy thời gian từ lúc ươm hạt đến khi cây phát triển thu hoạch được lá khá dài, khoảng 12 tháng, lâu hơn rất nhiều so với các loại cây khác. Bù lại giá trị kinh tế thu được rất cao. Là người tiên phong trong lĩnh vực trồng cây lấy lá, không có một kinh nghiệm truyền lại từ trước đó,
Nhưng đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Lá Xanh đã thành công và chia sẻ kinh nghiệm với những hộ dân xung quanh. Một loại cây nữa cho lợi nhuận kinh tế đang được anh Lý Thanh Trường ở thôn Đa Quý trồng hơn một năm nay chính là cây đuôi chồn. Cây đuôi chồn dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, là cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước đây khi anh canh tác cà rốt hoặc các loại rau khác. Việc đầu tư xây dựng mô hình trồng các loại cây kiểng lá như hiện tại không phải là cơ duyên mà chính là kế hoạch của anh Trường xây dựng từ trước. Sau khi tìm hiểu, anh nhận ra rằng bất kể một bó hay lẵng hoa dù lớn hay nhỏ đều cần phải dùng đến các loại lá để trang trí. Đặc biệt trong nghệ thuật trang trí hoa tươi thì các loại lá chính là phụ liệu để làm nền tô điểm cho sắc hoa trở thành đẹp và nổi bật hơn. Cũng vì thế mà nhu cầu các loại lá kiểng trên thị trường khá lớn. Trong khi đó, nguồn cung ứng các loại lá này hiện còn khan hiếm. Bắt đầu chuyển đổi trồng cái lá này khoảng cỡ một năm, hơn một năm. Trước đây cũng có trồng những cái loại giống hàng khác, dù cà rốt hay là mấy cái loại bông hoa khác. Nhưng mà đến khi qua trồng cái này thì thuận lợi là ví dụ như giá cả là do mình quyết định, nguồn hàng là do mình quyết định chứ không phải là do thị trường hay công buôn gì nó khống chế giá. Thuận lợi cái là trồng nó không có cần phải là cải tạo đất, đang có ý định là mở rộng thêm, thì giống thì mình cũng đang tự làm giống để mà cung cấp cho những bà con nào mà có nhu cầu. Theo kinh nghiệm của các hộ dân trồng cây lấy lá ở Xuân Thọ, tất cả các loại phải được trồng trong môi trường sạch mới cho năng suất và chất lượng lá tốt nhất. Trung bình, tất cả các loại giống kiểng lá đều có tuổi thọ từ 7 đến 10 năm. Tuy mới đầu tư mô hình này được hơn 1 năm, nhưng đến nay, nhiều giống kiểng lá đã cho thu hoạch với đầu ra ổn định và lợi nhuận tương đối cao. Thì trên địa bàn xã thì trong khoảng chừng 3 năm trở lại đây thì đang phát triển cái mô hình cây lấy lá là một cái loại cây phụ liệu để mà cắm hoa. Thì qua thăm nắm thì thấy là cái diện tích thì thực ra nó cũng chưa có nhiều, khoảng chừng hết luôn, khoảng chừng trên dưới 10 hectare thôi. Tuy nhiên thì thấy cái hiệu quả kinh tế của nó so với các cái loại rau hoa truyền thống là thấy hiệu quả là nó hơn hẳn. Bởi vì cái giá trị của hoa thì ngoài cái việc mà ăn uống ra thì cái cắm hoa là cái nhu cầu thường xuyên về tinh thần rồi. Mà cắm hoa mà nó thiếu những cái phụ liệu lá thì nó lại cái giỏ hoa nó không có đẹp. Đó, thành ra là chính cái nhu cầu của thị trường đó thì nông dân mới chuyển đổi qua để mình làm cây lá. Thì thấy cái hiệu quả kinh tế nó rất là ổn định. Ở thành phố Đà Lạt nói chung và xã Xuân Thọ nói riêng, mô hình trồng cây lấy lá còn ít và chưa đa dạng. Đến thời điểm này, các hộ dân ở thôn Đa Quý đã ký hợp đồng bán các loại lá kiểng với các đầu mối tại Đà Lạt, Cần Thơ, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thông thường, nông dân trồng cây cho thu hoạch quả, củ, hoa, nhưng gần đây, sản phẩm trồng cây chỉ để lấy lá gần như độc quyền này được phát triển và cung ứng ổn định cho thị trường khắp cả nước. Đây sẽ là hướng đi mới, vừa chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại thu nhập cho gia đình, lại vừa góp thêm một sản phẩm của mảnh đất Đà Lạt đến với thị trường, quảng bá thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Quý vị và các bạn thân mến, trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Đà Lạt đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.